Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình làm cái clip này để giới thiệu đến cho các bạn một cái thương hiệu đàn electric guitar mang thương hiệu Jackson. Thương hiệu Jackson này khá nổi tiếng ở những cái thập niên trước, được rất là nhiều những cái nghệ sĩ nổi tiếng như là Eddie Van Halen, Steve Vai họ sử dụng và rất là thành công trên cái dòng đàn này. Bởi một cái đặc tính là Jackson họ sử dụng hai cặp pickup humbucker, về cái hệ tiếng của nó khi rất là dày. Các bạn đánh có thể cân được nhiều dòng nhạc như là blue, jazz hoặc là nhạc rock, hard rock, metal, và đặc biệt là metal nó cho cái âm thanh rất là uy lực. Với cái những cái đàn ở trước mặt các bạn đây là những cái tầm đàn ở phân khúc tầm trung và giá rẻ, thì nó sẽ đáp ứng cho mình rất là tốt dành cho người mới tập cũng như là những bạn diễn ở những cái sân khấu nhỏ, những quán bar phòng trà nhỏ. Với cái tầm giá phải chăng nó từ dao động từ 6 tới 7 triệu hoặc hơn 7 triệu một chút xíu. Các bạn có thể trải nghiệm những cái đàn này ở tất cả những cái showroom của Việt Thương đang phân phối đều có những dòng đàn của Jackson. Và mình sẽ về Jackson thì nó có hai cái dáng. Một cái dáng là Monarch nhìn rất là giống những cây đàn Les Paul, và một cái dáng là Dinky trông như thế này. Có một số bạn thắc mắc hỏi mình là tại sao cái dòng dáng Dinky này, cái cần tremolo của nó là cái cần này đấy ha. Khi mà nhấn vô rồi khi đang đánh nó rớt ra, cái cần này các bạn nhấn vô và ấn chặt vô, nó sẽ có cái khớp mình giữ vô đó thì nó sẽ không có rớt ra trong cái quá trình mình chơi. Thì đó là những cái ấy. Ngoài ra thì những cái cây đàn này nó có rất là nhiều cái màu sắc, ví dụ như là màu đen mờ, màu đen bóng, màu gợn gợn giống như là biển ha, màu tobacco sunburst, màu đỏ viền đen. Ngoài ra nó còn nhiều màu khác như là màu xanh lá cây, màu blue, màu trắng, rất là nhiều để cho các bạn có thể lựa chọn tùy theo cái sở thích của mình. Mình đã giới thiệu qua sơ qua những cái dòng đàn này. Các bạn có thắc mắc gì xin để lại cái lời bình luận ở phía dưới hoặc là liên hệ với tổng đài của Việt Thương. Các bạn nhớ like, share, subscribe để theo dõi thêm rất nhiều cái clip giới thiệu sản phẩm của Việt Thương nhé. Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.